Này, mày có thấy gì không? Đâu? Thấy gì? Xem chùa không like đấy mấy ông ạ. Nếu các bạn đang cần kim cương hoặc mua Free Fire giá rẻ, uy tín, chất lượng thì hãy đến ngay với shop.akida.vn. Vòng quay gì cái gì cũng có, thiếu mỗi vòng quay trúng người yêu, nhưng có tỷ lệ quay trúng luôn cả chủ shop đẹp trai chim dài 1m2. Tất cả chỉ có tại shop.akida.vn. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả mọi người đã quay trở lại channel Hùng Akira Mobile của mình. Và chào mọi người đã đến với video nữa về Free Fire. Trước khi vào video này, nếu các bạn thấy thích đừng quên để lại cho mình xin một nút like, đấm vỡ nút subscribe và đừng quên là để lại cho mình một cái chuông nếu như các bạn muốn theo dõi các video khác về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất các bạn nha. Hey hey. Và hôm nay mình đã lên được huyền thoại tử chiến các bạn ạ. Hiện tại mình ở top server nó cũng gọi là bị thấp thấp rồi. Thì chúng ta đang ở top server nó gọi là chắc khoảng là 37 các bạn ạ. Và mình đã nhận được một thứ nó mang tên là huy hiệu huyền thoại các bạn ạ. Thì khi mà các bạn đạt được danh tử chiến huyền thoại ở tại mùa này, các bạn sẽ nhận được một thứ nó gọi tên là huy hiệu huyền thoại, là cái thứ mà các bạn sẽ đạt được vào mùa sau thì danh thường sẽ có. Cái này nó gọi là huy hiệu huyền thoại các bạn ạ. Và chúng ta có thể nâng cấp nó lên huy hiệu cao hơn khi mà chúng ta đạt được nhiều danh huyền thoại hơn. Thì đây là số 1. Thì sắp tới nếu như mà đạt được tiếp một cái huyền thoại nữa trong một mùa nữa, nó sẽ thành số 2 các bạn ạ. Và vinh dự là một trong số những người sớm nhất server nhận được cái huy hiệu này. Thì tôi nhận thấy là cái huy hiệu này như đờ bò mấy ông ạ. Tôi không hiểu tại sao anh Gà Đá lại không thiết kế cái quả huy hiệu màu vàng vàng như kiểu là tôi thấy ở trong server nước ngoài, mà tôi lại thấy quả huy hiệu này. Tôi hy vọng là cái huy hiệu màu vàng này sẽ ra mắt sớm một ngày nào đấy. Và chúng ta sẽ cùng quay bộ khủng long nhong nhong các bạn nha. Một gói đồ theo mang phong cách của Minecraft mà chúng ta đã được dự đoán từ trước rồi. Nhưng mình tưởng là bộ hổ chùm này sẽ là bộ đắt nhất, nhưng không phải, lại là bộ khủng long các bạn ạ. Tại vì thực ra hồi đó mình cũng nghĩ đã là bộ khủng long rồi các bạn thấy đấy. Mình cũng có bảo mà, tại vì bộ khủng long nó có cái màu xanh ấy, cho nên mình bảo là cái bộ khủng long nó có cái hình cái màu vàng, thì cái màu vàng của nó đậm hơn. Thì mình nghĩ chắc là bộ khủng long sẽ là bộ đắt nhất, nhưng mà không ngờ nó là đắt nhất thật. Mình vẫn cứ nghĩ là cái bộ hổ chùm sẽ là bộ đắt nhất cơ các bạn ạ. Thì chúng ta có một cái vòng quay chế tác khá đẹp, chúng ta cũng sẽ hoạt ảnh vòng quay chế tác tí nha các bạn nha. Uầy, phong cách Minecraft vãi đồi luôn đề. Nó kiểu đồ hộp ấy, nhưng mà nó kiểu nó cứ khối vuông ấy, là mình cứ liên tưởng đến hình ảnh của Minecraft thôi đấy các bạn. Ui, được ba cái bản vẽ khá là dễ, như vậy là mình đủ đồ để đổi ra ba cái bộ gọi là khủng long nhong nhong rồi các bạn. Nhưng chung là đối với mình thì nó không khó cho lắm, tại vì nói thật với các bạn là mình đã có rất nhiều đá chế tác rồi, cho nên là cái việc đổi ra một cái bộ đồ gọi là chế tác mà cần nhiều đá thì mình không có thành vấn đề lắm. Như các bạn cũng đã biết là mình được mệnh danh là chùm đập đá tinh quang. Thi thoảng đập thì yếu ra thôi, nhưng nhìn chung thì tôi đập ra nhiều đá hơn là bản vẽ. Chính vì vậy nên lúc nào tôi cũng thừa bản vẽ để cho các cái gọi là mùa sau tôi có bản vẽ để tôi đổi ấy. Thì bây giờ mình sẽ đổi hết tất cả các bộ đồ ở trong cái bộ đồ gọi là cái gì mà thú nhở, nó gọi là dân chơi hệ thú, đúng rồi. Mình là người chơi, à mình là dân chơi mà. Mà người ta bảo là dân thường chơi đẹp thì đẹp đẹp dân chơi, còn dân chơi mà chơi đẹp thì đẹp đẹp cả dân thường. Cho nên là bây giờ mình phải là dân chơi các bạn ạ. Ok, được rồi, chúng ta như vậy chúng ta đã có đủ bản vẽ rồi. Mình sẽ đổi cái gọi là bộ ngựa vằn này với cả là bộ hổm chùm lắm chiêu. Ơ, vẫn thiếu bộ kia. Bộ này thì mình nghe nói là hình như là Sam Gaming. Ừ, bạn nữ mà hay cặp đôi với anh Tàn Tây ấy, thì Sam nó gọi là cosplay cái bộ này. Trông nó béo lắm mà sao giờ trong này trông người thon gọn thế. Đây cả trong này nhân vật nam mà bên ngoài kia nhân vật nữ. Nói chung là mình đã sở hữu tất cả 4 bộ ở dân chơi hệ thú rồi các bạn ạ. Cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà đấy là do là mình có sẵn bản vẽ rồi. À, có sẵn đá rồi. Còn nếu như mà không có sẵn đá thì bộ đồ này cũng là một bộ đồ khá là tốn tiền đấy, nhưng cũng không quá là hút máu đâu các bạn ạ. Nói chung là bộ đồ này đẹp. Rồi ok các bạn, trước khi đến với lại đáp án câu hỏi của ngày hôm qua, chúng ta sẽ cùng đến với lại là câu hỏi của ngày hôm nay luôn. Đó là câu hỏi của ngày hôm nay như sau. Đó chính là, đố các bạn biết video đầu tiên về Free Fire của Hùng Akira được ra mắt vào tháng nào năm bao nhiêu? Tức là lần đầu tiên mình làm một video về Free Fire là vào tháng nào năm bao nhiêu? Đố bạn nào biết để xem ở đây các bạn nào là fan cứng của Hùng Akira từ những ngày đầu làm Free Fire không nhá. Các bạn trả lời cái tháng ngày tháng năm đó. Ngày tháng năm không cần ngày đâu, chỉ cần tháng và năm thôi. Cộng thêm với ID, năm bạn may mắn nhất sẽ nhận được mỗi bạn 230 kim cương các bạn nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng vào chơi để test xem danh huyền thoại thử chiến đầu mùa có gì hấp dẫn các bạn nhá. Let's go baby. Và để mình giới thiệu cho các bạn những nỗi đau
phổ biến nhất khi chúng ta leo rank tử chiến top server đầu mùa các bạn. Top 1 gặp hack quang lựu đạn các bạn ạ. Chuyện sẽ bắt đầu vào một ngày mà trời nắng đẹp, ngày mà chúng ta đang còn tung tăng bay lượn ở trên bầu trời tự do. Mình đang chơi tựa game này một cách rất là bình thường. Mình mua súng, mình đi ra ngoài của những người đồng đội và đồng đội mình gục ngã. Mình bất ngờ mình bảo tại sao mày lại chết, nó bảo em đéo biết. Mình tới gần bỗng dưng có một quả lựu đạn nổ từ đâu tới đồng đội nốc. Tôi chạy tới tôi cứu đồng đội trong vô vọng và tôi biết rằng tôi cũng chết. Tôi biết phải làm gì đây mấy ông. Tôi làm sao có thể làm gì được trước những năng lực siêu nhiên như thế này. Tôi chỉ là một người trần mắt thì thôi. Họa chăng có cái thứ gì đấy tôi đặc biệt thì đó là con cu dài mét 2, còn lại thì hết rồi. Thưa ông im mẹ à mồm. Vâng, thật sự bất lực luôn các bạn. Bây giờ tôi biết phải làm gì đây. Tôi bắn được một đứa thôi, tôi có một kill. Tôi có một kill, đồng đội cứ lần lượt gục ngã thôi. Cứ gục ngã từ thằng 1, bây giờ là gục 1 thằng rồi. Lát nữa kiểu gì lại thêm thằng nữa. Tôi biết mà, đó là tôi luôn chứ còn là ai nữa. Bây giờ biết phải làm gì đây các bạn ơi. Thật sự luôn là bất lực rồi. Cuộc sống này nó quá là nhiều khổ đau rồi. Hãy kết liễu cuộc đời tao đi. Đây tới nhà nó, giết thằng anh. À đây rồi, thằng anh trên này. Ui định bệnh nó ra, nó chào tôi biết không ạ. Thằng này nó chắc chắn là fan cứng của thằng Ugakira rồi. Và sau này ngày mai mặt báo sẽ đưa tin phát cứng của Akira là hacker và là một thằng đầm bò rể rách cùng với lại một binh đoàn kẹp hack. Vâng, như vậy là chết tôi rồi. Như vậy là báo lá cải nó đưa tin như thế thì chết tôi rồi. Vâng, các bạn ạ, nó đều chấp rồi. Tôi đặt keo. Ôi giời ơi, tôi đặt keo trong vô vọng. Tôi biết là tôi đéo làm gì được nhưng tôi vẫn cố gắng. Tôi vẫn níu giữ một chút hy vọng le lói nào đấy. Nhưng mà không các bạn ạ, thà một chút huy hoàng còn hơn ngàn năm le lói. Nhưng đây là le lói mẹ nó tỷ năm rồi. Vâng, nãy chỉ là review một cái trận mình gặp hack hơi bị đen thôi các bạn ạ. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nội dung chính của video này. Ok các bạn ơi, thì có một vài bạn comment ở bên dưới ấy, mình có gặp một bạn nha. Bạn ấy comment, bạn ấy bảo là thằng Hùng Akira là tạo ra câu hỏi á, là chỉ để câu tương tác thôi, còn nó không nạp kim cương cho mấy đứa đâu, mấy đứa bị lừa rồi. Thì mình muốn gửi lời đến bạn đấy như thế này, đó là nếu như bạn không tin, bạn có thể tìm lại các video của mình. Và các bạn có thể đi hỏi những người đã được mình comment là chúng, hỏi những bạn ấy thử xem là các bạn ấy đã nhận được kim cương chưa. Bản thân những người bạn trúng mà chắc chắn các bạn ấy sẽ biết được là như vậy. Mình đã rep comment của bạn nào là em trúng rồi nha, là bạn đó sẽ trúng. Mình chưa rep thì tức là chưa trúng thật thôi. Chứ còn là những bạn nào mình rep rồi là 100% là trúng nha. Ok được rồi, thì câu hỏi trước là mình có đố các bạn, đó là đố các bạn biết là cái gì ta. Tôi đố là cái lồng bàn đi nhờ, tôi còn quên móa mất rồi. Ok, nổ luôn. Đợi tí đã thì tôi nhớ lại câu hỏi đâu mấy ông ạ. Ui, có bạn nữ này, oh hello, mình chào bạn. Ê, em ơi, hello anh, chào em, anh đứng đây từ chiều. Úi trời ơi, chết ngay Linh ơi. Vâng, thì mình đố các bạn đó là Maxim của OB27 hơn so với lại là Maxim của OB26 là bao nhiêu phần trăm tỷ lệ cuốn máu. Cái tốc độ cuốn máu ấy thì chúng ta đã có câu trả lời, đó là 28% các bạn nha. Bởi vì Maxim của OB26 tối đa là 12%, còn Maxim của OB27 là 40%. Câu này khá là dễ thôi, và câu này mình đã đấu trên livestream rồi. Thì năm bạn nào mà may mắn mình đã có rep comment rồi, mỗi bạn chúng được cho mình đó là 230 kim cương nha, với câu trả lời kèm theo đó là ID nha các bạn nha. Xin chúc mừng các bạn. Định mày là cái bộ đồ khủng long này có cái đầu con khủng long trông buồn cười vãi đời các bạn ạ. Đầu tiên tôi tưởng nó béo có mắt, tại ai ngờ về sau là nó có mắt các bạn ạ. Được rồi, thì mình cũng xin phép được nhân dịp cái video này mình sẽ review cho các bạn mấy bộ đồ mới sắp tới sẽ ra mắt luôn, và cả những cái skin súng các kiểu nữa. Thực ra nó không phải là bộ đồ mà nó hầu hết là skin súng với cả skin bom keo thôi. Thì như các bạn cũng đã biết là chúng ta đã có tin đồn về một khẩu súng màu 1887 màu xanh lá cây, và có cái hình như kiểu là hình mình đã đưa cho các bạn xem ở góc như này. Thì khẩu này là ban đầu người ta đồn thổi đó là một khẩu màu 1887 nâng cấp, nhưng thực ra đây là một khẩu M887 skin huyền thoại thôi nha các bạn nha. Tức là một skin cộng 3 chỉ số và trừ 1 chỉ số đấy. Thì khẩu này là chỉ số mình cũng chưa rõ là như thế nào, nhưng chắc chắn cũng là một chỉ số khá là ngon. Thì khẩu súng này có tên là M1887 Knockout thì phải, tức là M1887 KO, tức là KO ấy. Thì mình không biết là có phải tên đây tên chính thức của nó không, nhưng theo như video của anh này thì nó là như vậy. Và đây là một video chuẩn bài 100% luôn nha các bạn nha. Ngoài ra chúng ta có khẩu M1014 nâng cấp lục long thì chúng ta đều biết rồi, hay gọi là rồng lục bảo hay là kiểu gì đấy rồng lửa xanh đó các bạn, thì chúng ta đều biết rồi. Chúng ta còn có thêm đó là đi kèm với lại đó là một cái nắm đấm, nó gọi là nắm đấm lôi quyền, là nắm đấm sấm sét đấy các bạn ạ. Chúng ta gọi đó là nắm đấm knock out. Và chúng ta có đi kèm một cái hành động luôn, đó là hành động đấm knock out với lại là đấm với lại là một cái gọi là kiểu như là một cái bao cát ấy. Ừ, nó kiểu như một cái bao để chúng ta tập đấm boxing ấy. Thì đấy là cái hành động đấm, thì các bạn đều đã được xem video ở trên hình rồi. Rồi anh em bút cho mình lựu đạn đấy các bạn, nhiều vãi đời luôn. Thì chúng ta còn có một khẩu skin Thompson, thì khẩu này đã ra mắt ở bên server nước ngoài rồi, nhưng server Việt Nam mình thì nó chưa ra mắt. Đó, chỉ số của nó sẽ là cộng 1 chỉ số tốc độ bắn, trừ 1 tốc độ thay đạn và cộng 2 băng đạn các bạn nha. Đó là chỉ số của nó.
một chỉ số nó cũng gọi là khá ngon dành cho một khẩu Thompson, mặc dù mình nghĩ là nó cũng không ngon hơn Thompson thời gian là mấy đâu. Và chúng ta lần đầu tiên chúng ta sẽ có skin của một khẩu MP5 huyền thoại mà có tăng tốc bắn, vì hiện tại chúng ta chỉ có một khẩu MP5 huyền thoại, đó là khẩu MP5 boxing thôi, thì nó lại tăng sát thương và băng đạn. Thì bây giờ chúng ta đã có một khẩu MP5 để tăng tốc độ bắn và lại còn là skin huyền thoại các bạn ạ, để thay cho những cái khẩu súng MP5 đối bắt tử thần hoặc là màu hồng. Khẩu MP5 này tên là Nutcracker. Dịch ra thì mình đang nghĩ nó là cái gì đấy kiểu hạt rẻ hay là gì gì đó tương tự, hay là bánh quy gì đó các bạn ạ. Nhưng mình không biết là nó gọi là như nào, nên là mình cũng không dám dịch cái tên của khẩu súng này ra. Thì khẩu súng này có chỉ số đó là +2 tốc độ bắn, trừ đi cho một băng đạn và +1 chính xác các bạn nha. Đó là mình đã dịch các cái từ ngữ từ bên cái ngôn ngữ kia là ngôn ngữ tiếng Anh sang thành ngôn ngữ tiếng Việt rồi, thì nó là như vậy nha các bạn. Ok. Chúng ta có một khẩu Vector huyền thoại, đó là khẩu Vector FFVKS, tức là Free Fire World Series 2021, tức là chung kết thế giới 2021. Chúng ta sẽ có mặt dạng đó là một khẩu Vector gọi là huyền thoại các bạn ạ. Thì cái khẩu Vector này chắc các bạn đều biết hết rồi. Chúng ta có thêm cả ba lô của những cái gọi là mấy cái đồ lung tung thì thôi mình xin phép bỏ qua. Chúng ta sẽ có một thanh Katana, đó là thanh Katana sự thật, Katana Faith hay là Katana trung thực các bạn, đúng rồi, Katana trung thực, mình nhầm không phải sự thật nha. Katana trung thực này với cả là Katana nó gọi là lễ hội nước các bạn ạ. Một cái Katana mang kiểu hơi thở của nước của Tanjiro ở bên trong Kimetsu no Yaiba ấy. Rồi chúng ta sẽ có thêm đó là một cái cây đàn, nó gọi là cây đàn piano parang các bạn ạ. Ừ, parang này thì thực ra nó không phải là cái gì đâu, mà nó chính là cái mã tấu đấy các bạn, cái dựa mà hay dùng để chém người ấy, cùng với lại là một cái gậy hình cái guitar. Như vậy chúng ta sẽ có một cái đàn piano là một cái gọi là phớ tàu, còn một cái gậy sẽ là một cái đàn guitar. Nó chung là trông nó khá là đẹp, với cả là một cái lễ hái thì các bạn đều đã biết rồi. Thì đấy là tất cả những cái thông tin về các cái skin mỗi súng mới sắp cập nhật. Chắc hẳn các bạn đều muốn biết nhất đó là cái khẩu M1887 thôi. Thì khẩu M1887 chúng ta đã biết được chính thức nó không phải là một khẩu M1887 nâng cấp, mà đó là một khẩu M1887 skin huyền thoại thôi các bạn nha. Tuy nhiên nó cũng rất là đẹp thật sự luôn. Chắc chắn đấy lại là một skin mình rất là thích, nhưng không biết liệu nó có ngon được hơn cái skin mình đang dùng đó là khẩu M1887 thế giới ngầm hay không thì mình không biết. À đây thằng này nấp ở đây à. Mày lưu đạn này nổ tự hủy liền, hôn tự hủy đến từ Tuyên Quang. Được, ok, nói chung là đấy là mình review tất cả các đồ. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái skin bom keo huyền thoại, bom keo sấm sét các bạn ạ. Thì đấy là bom keo duy nhất và cũng là bom keo đầu tiên chúng ta sở hữu hiệu ứng sấm sét các bạn ạ. Thì bom keo này nó sẽ là bom keo đầu tiên là skin bom keo huyền thoại các bạn nhá. Ok, được rồi, thông tin chỉ đến vậy thôi. Nếu bạn thấy thích các video của mình, đừng quên để lại cho em xin một like, một đăng ký, và đừng quên là bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông báo nào về kênh của mình mỗi khi mình ra video mới nhất nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo, và xin chúc ngày tốt lành. See you again, bye bye.